cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Ngân. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kênh Trải nghiệm Vùng Cao là kênh chuyên quay về các sự kiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Văn Ngân qua số điện thoại 034 999 7839. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Trải nghiệm Vùng Cao. Camera Văn Ngân chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Ngân. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kênh Trải nghiệm Vùng Cao là kênh chuyên quay về các sự kiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Văn Ngân qua số điện thoại 034 999 7839. Xin cảm ơn và rất mong có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách.
Ông bà ta ngày xưa từng có câu nói rằng an cư thì dù mới có lập nghiệp, mời ngôi nhà là tổ ấm, là nơi chốn bình yên. Mà ai ai cũng mong muốn trở về sau những ngày dài lao động vất vả, bôn ba trong cuộc sống. Bởi ở đó có tình cảm thiêng liêng nhất của những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người vợ, người chồng và tiếng cười đùa của những đứa con thơ. Cũng như gia chủ của chúng tôi, ông Tòng Văn Hạc, Lương Thị Thương, con trai Tòng Văn Xuân, con dâu Lò Thị Nơi, cũng đã xây dựng cho mình được một ngôi nhà, một tổ ấm khang trang và hạnh phúc. Niềm vui, niềm hạnh phúc đó cũng được nhân đôi với sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Khép lại sự chờ đợi của quý vị khách quý, không để quý vị chúng ta chờ lâu hơn nữa. Lò Chiến xin trân trọng kính mời tới đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Sẽ bắt lên sân khấu chính để được ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời gia chủ, ông Tòng Văn Hạc, bà Lương Thị Thương, con trai Tòng Văn Xuân, con dâu Lò Thị Nơi cùng với các con cháu cùng bước lên sân khấu chính để được ra mắt tới toàn thể quý vị. Quý vị cho con chào khó tất nhiên lớn để chào đón gia đình hạnh phúc của tôi trên buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị khách quý. Rất kính thưa quý vị khách quý đã và đang hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây, đã đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Lễ gia chủ ông Tòng Văn Hạc, bà Lương Thị Thương, con trai Tòng Văn Xuân, con dâu Lò Thị Nơi cùng với các con cháu và đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi sẽ cùng nghiêng mình cúi chào tới toàn thể quý vị. Dạ kính thưa quý vị khách quý, được mà các bác anh chị trân trọng và kính mến. Trong cuộc đời của mỗi con người có hai điều chúng ta mong muốn được hoàn thành, đó là lập gia đình và xây dựng cho mình trong một ngôi nhà khang trang, một tổ ấm hạnh phúc. Cũng như gia chủ của chúng tôi cũng đã nỗ lực không ngừng mệt mỏi, cũng đã tích góp được một khối tài sản và đã khởi công xây dựng một ngôi nhà như mong muốn. Nhờ bàn tay khéo léo của các bác thợ và sự góp công góp sức của cả gia đình mà ngày hôm nay đây, ngôi nhà đã được hoàn thành và trở nên khang trang tuyệt vời như trước mắt quý vị đây. Và được sự nhất trí cùng đồng thuận của cả gia đình cũng như chính quyền địa phương sở tại mà ngày hôm nay đã dành hạnh phúc của chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt, ngày 14 tháng 1 năm 2024, ngày tức ngày 4 tháng 12 năm Quý Mão, long trọng tổ chức buổi lễ mừng tân gia đại cát. Buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ chúng tôi xin được phép bắt đầu. Quý cho chàng hóa thân lớn đại được chúc mừng. Dạ vâng, Lò Chiến không biết nói gì hơn, xin đề nghị chúc cho đại gia chủ của chúng tôi vạn sự như ý, ma đạo thành công, năm nay xây nhà lớn, sang năm tàu xe hơi, làm ăn càng tiến tới, giàu sang phú quý, phước lộc đầy nhà. Dạ vâng, kính thưa quý vị khách quý, quý ông bà của bác anh chị trân trọng và kính mến, rất vui và vinh dự cho Lò Chiến được đến dự buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng xin được có đôi lời phát biểu bằng tiếng Thái để đại diện cho gia đình. Chiêm của mẹ bị đồng bản của hàng mai ngơi, đu lan của mẹ Lò Chiến số bản đèn luôn xã Thịnh An, làn cơ muôn mắt mắt trà ở lại ơn phát tặng nà chốt sường ảnh êm nồng nồng đu lan hao có chất chính tô, làn cửa sò tặng banh sang chừa khẩu mà hụt tặng na sang và tặng nằm băng sờ nồng nhớ cô dương lông bí cổng ngà mày tặng bỏ hồng hương cơ dương vườn môn trong đào đầy mùi cơ dương mách cá bừa sống trù tặng bỏ măng xuân sò tặng đủ những chai ảo à ý ai lung bà tham kháo lạ là nòi nhăng ép chân sàn chù hương hương sáng bàn cụ co nò bòm tinh cá ải cánh nòng nhăn rú nai lì lò qua chiếc của mẹ bị nòng bảy cuốn hạc banh ơi sang chua sườn khổng ải êm nòng đùng đủ làn hao của bà hoa nò con nhau dệt kín tó bản tó cuốn té mừ ngang trầu dân bạt điều trắng lông kìm ngai dân té tà té ngai khá lông bồng hờ luông dệt hay tè bất dần sằng mất tứ phá ca luông dệt na bất dần sằng mất tứ phá bằng nà càn tứ phá bằng trắng muôn trầu thòn tứ phá mót nhăn muôn trầu xìa nhà nà nhùm cười sưng bóng phong bàn càn phồn lông ba luồng chấm bàn háp linh biểu hà la hùa màu hùng hủ tặng bóng cái rền kẻ na sum ơi phùa mía dườn tiếc cảnh ỏm ỏi bóc tính lạ hoàng nòi môi bồng ầu ngai phùa mía ổ quát nòi nắng bìa phùa mía tô số cằn xiềng sưng vườn tròi trắng tàn lầy quát nòi quát ổ nắng bìa tẻ na sum ơi phùa mía trắng lầy trùng có cằn tánh năn là rào tà gạt cung chàng lò há mi khổng xù trương báo lù gặt hài giò rú tìm mư hâu na ăn và không chờ dườn phải mư dệt o diệt dườn khổ khó há như chớ bàn trang chắc thàng hay na xuân quàng trang dệt nòng trắng ế lại tà trang dệt ma trắng ế lại khó.
Châu chẳng dừng chẳng thẳng mít hồng, chẳng hồng ngân chẳng lẩy ngân có cầm, chẳng hồng căng chẳng lẩy căng có sử, chẳng có sử phản phứ sầu sùng, chẳng có ẩu tọt mông tặng mặn, chẳng có xìa cả thử tầng ngân hàn hạ hồng ngân mẫn lặn chẳng tẻ na sư mây. Mới đi chẳng hà lẩy người đi bên chẳng, mưa sẵn cho trẻ vì chơn vượt mà, chẳng là há khửn ma non, chẳng là con khửn ma rú, nhắc mấy cầu đi ngay mắt xuống lại ải lại nồng, tách cá lại thường, phụ bên nóc bên tà, tám phường tám mương có tàu, phụ bên chầu vì nồng mắc mồn mốc cho bùn cơ bằng hạ nọ, bàn ơn bác giúp hồi cái này sò tặng nả chốt sườn sòng ải êm nồng nồng đủ làn thao, sò cấp ơn tên lại của mẹ vì nồng, ao cần bánh bìa bác càn, bác xỉa bìa đàn bìa mương báo trà, bác xỉa bìa hay bìa ma báo ổ, hay cờ báo bài, khoai cờ báo điền, mắt tùng ma tôm, cho phúc cho bùn cho mương ngân mãn lặng sùng sòng ải êm nồng nồng đủ làn thao, dễ kìm mà cửng đi mưa nà mà mưa mưa đủ làn cờ mới biết rằng ẩn xưa sò cho phúc thở tích lại của mẹ vì nồng, thơ cờ hào khẳng mặn dân xiềm răng và ở sở răng nhọn vì nắp nằm bạn lâu hở đủ tàu đủ làn mi bón sảng đình kim vầng lại kim lẩu uôn mú lại kim thú uôn pan tên mở đủ làn sò cho phúc thở tích lại của mẹ vì nồng, thơ cờ hào khẳng mặn dân nhưng biết rằng phát chờ không muốn mặn dân này tuổi hỏi sao vì hào khẳng thất tích lại của mẹ vì nồng bản phố thắng vay ta. Kính mời quý vị khách quý, chúng ta sẽ rót những chén rượu đầy của mình và dâng thật cao lên uống cùng với tay gia đình hạnh phúc chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Các đại chúng sườn xúc khỏi cái những chén lẩu hồng đừng về chung nhau hở tiếng lại của mẹ vì nồng nhang hạt nhang bay mắt tùng mắt tôm chúng sườn xúc khỏi của mẹ vì nồng ơi thái chén đầu tiền nhau xuống quyền áo hành có chúng sườn xúc khỏi đó của mẹ vì nồng ơi lẩu chín sẽ hô khẩu hiệu 1 2 3 quý vị khách quý của chúng ta sẽ cùng vô 1 2 3 chúng ta sẽ hô chúc mừng tần gia đại khách. Quý vị khách quý đã sẵn sàng chưa? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Để rót chén rượu thật đầy đi ạ. Rót thật cao lên ạ quý vị ơi. Rót thật cao chén rượu của mình lên đi ạ. 1 2 3 4 1 2 3 chúc mừng tân gia đại cát. Hào hạnh nhất tích lại của mẹ mình đồng bằng phố hạng quanh nơi. Sẽ công xuống phía dưới để rót những chén rượu đầy để chúc mừng quý chúng ta ở dưới sân khấu trong kính mời của quý.
không có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời của quý khách. We'll be right back.